Chào cả nhà, mùng 5 Tết nha. Mình đang dưới nhà bè, nhà ông anh hai. Cái đám đất bên hông nhà các bạn ơi, mênh mông rộng luôn. Đó. Mình cho các bạn xem một cái cây mà ít người thấy nha. Đây là cái bông của nó nè các bạn. Đó. Đây, trái nè các bạn. Đó, thấy không? Trái mênh mông luôn. Thấy không, cái cây này không, mình nghĩ chắc cả cả ngàn trái luôn á. Đây cái bông đó nè, quay gần cho các bạn coi. Thấy không, đây thấy không đó, các bạn thấy trái trên cành không đó. Đây là cây bần. Bần nha bạn, nó có nhiều loại bần lắm, chẳng hạn như bần ổi gì đó. Đó, cái cây này nó mà chín á, cái trái nó mà chín á, nó chua các bạn. Nó chua, cái trái chín nó chua lấy nấu canh. Cái mùi chua của nó nhẹ nhẹ thôi chứ không phải chua chịu không nổi. Đúng không các bạn? Đây trái nè. Đó, lấy nấu canh. Đó, người ta lấy cái bần chín xong á, người ta tán nó ra. Tán nó ra cho nó nát ra luôn các bạn, rồi bắt nước lên giống như người ta nấu nước sôi tắp sắp vậy đó, rồi người ta xên cho nó kẹo lại, rồi người ta cất cái bột của trái bần chín á vô trong cái hũ keo để dành dùng dần. Nó giống như là mình là làm me vậy bé, me nấu canh chua các bạn, mấy cái vắt me mình mua ngoài chợ đó, thì bần là nấu canh chua rất là ngon. Rồi bần dốt dốt còn còn sống hơi dốt dốt, cắt ra ăn với chấm với nước cá kho cũng rất là ngon các bạn. Để mình cho mình xem các bạn mấy cái trái mà mình hái vừa rồi nè. Đây mấy cái trái bần hái vừa rồi nè các bạn, nó lớn nó già này nè, đó. Thấy nó xanh này chứ là nó cũng đã mềm mềm rồi các bạn ha. Nó mềm chút xíu nữa là tán bột lên để lấy cái bột đó nấu canh chua các bạn, thay thế me cũng ngon lắm. Rồi vậy ha. Dụ ra mình nấu canh chua đó các bạn, mình bỏ trái bần vô nước mình nấu lên nè, cái bần này nó chín đây nè, cái mùi chua của nó thơm nhưng mà nó dịu chứ nó không có chua như chanh chua. Khi nào nó sôi lên cái trái bần bắt đầu nó mềm ra, mới đem ra cái chén mình dầm ra. Mình dầm ra mình lấy cái bột mình đổ trở ngược lại vô cái nồi canh chua. Thấy không? Rồi thơm với cà xào lên nè, cho nó ra cái màu thơm với cái màu cà, sau đó bạn bỏ vô nồi canh chua rồi bỏ cá vô. Đó là cách nấu canh chua bần các bạn ha. Lấy bần thay thế cho me. Thấy không? Thôi có ai thử hay không, ai thích thì comment đi, mình đem bần mình đem tới nhà luôn. Nha, cái gì chứ mình là bần tiện, mình có nhiều lắm nha. Ok vậy nha.